Hi mọi người, mình là King Media. Hôm nay mình xin giới thiệu câu chuyện người đẹp biến thành người gỗ. Chỉ khi tìm được tình yêu đích thực mới có thể sống lại. Người mẫu di động. Câu chuyện xảy ra tại một vương quốc nhỏ ở châu Âu. Hoàng tử đem lòng yêu mến một cô gái dân thường. Bởi vì thân phận khác biệt nên nữ hoàng đã đem theo binh mã đến ngăn cản hai người bỏ trốn. Hai người nguyện chết không từ bỏ. Phù thủy mưu mô, ông ta lừa cô gái đeo vòng pháp thuật và biến cô ấy thành người gỗ. Muốn hóa giải lời nguyền chỉ có thể đợi 1000 năm sau hoặc tìm được tình yêu đích thực ở một vương quốc khác. Chớp mắt 1000 năm đã trôi qua, người mẫu di động trở thành câu chuyện cổ tích ngàn năm. Những gã đàn ông ngắm nhìn cô đầy say mê và thích thú, trong đó có một người rất nổi bật. Hóa ra gã đó là tên phù thủy 1000 năm trước. Phù thủy cũng ngưỡng mộ sắc đẹp của cô gái nên mới chia rẽ tình cảm của cô và hoàng tử. Phù thủy có thể sống hơn 1000 năm bởi vì ông ta đã nhốt mình niệm kinh và có thể dễ dàng trường sinh bất lão. Phù thủy lấy lý do triển lãm mang cô gái đến nước Mỹ, đợi lời nguyền được hóa giải, hắn ta sẽ kết hôn với cô gái ấy. Ở một cảnh quay khác, nam chính là hoàng tử chuyển kiếp đã xuất hiện. Anh làm gì cũng rất cẩn thận, ví dụ như đỗ xe thì mang theo vô lăng để tránh mất xe. Đúng là thanh niên vừa bá đạo vừa chu đáo. Nam chính làm việc ở trung tâm thương mại, phụ trách công việc triển lãm. Hôm ấy, anh và cấp trên Black nhận được thông báo chiếc xe chở người gỗ di động gặp tai nạn, tình hình vô cùng cấp bách. Hai người lập tức tới hiện trường, đúng lúc nhìn thấy nữ chính bị rơi xuống sông. Nam chính chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống cứu người. Cho dù nữ chính vẫn chỉ là người gỗ nhưng nam chính vẫn mê đắm sắc đẹp của cô. Anh nhấc chiếc vòng lên giúp nữ chính lau người. Sau khi trở về trung tâm thương mại, nam chính nhìn khắp bốn phía, hôn trộm nữ chính, sau đó tháo chiếc vòng ra để nghiên cứu. Kết quả, nữ chính đã sống lại, dọa anh hú hồn. Nói chuyện một hồi, nữ chính mới biết thời đại đã thay đổi. Nam chính đưa người con gái xinh đẹp trải nghiệm cuộc sống phong phú và thú vị nơi đây, ví dụ như đua xe, ăn xúc xích và cả đấu súng. Màn đêm buông xuống, hai người đến ba giải khuây. Những cô gái hay đi ba thì số mệnh thường rất may mắn. Sau một hồi nhảy nhót hát ca, hai người cũng đắm chìm trong dòng chảy tình yêu. Đắm mình trong dòng chảy đó thì đương nhiên cơ thể phải ướt rồi. Nữ chính đến nhà nam chính tắm rửa. Nam chính vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho người đẹp. Sau khi tắm rửa, nữ chính liền đeo chiếc vòng cổ kia lên và biến thành người gỗ. Nhưng nam chính không biết đó là tai họa từ chiếc vòng kia. Anh chỉ biết tự ôm đầu khóc lóc nức nở. Đúng lúc ấy, mẹ anh bước vào. Bà cứ nghĩ rằng nam chính gu mặn mua búp bê về để giải quyết sự cô đơn. Nghe nam chính kể chuyện, ai cũng nghĩ rằng cậu bị ảo giác. Nam chính đành đưa người đẹp về nhà kho và nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng. Black đã nhắm trúng chiếc vòng kia. Anh tháo nó và đeo lên cổ mình. Black biến thành người gỗ, nữ chính lại được hồi sinh. Không tìm thấy nam chính nên cô ấy đi dạo phố, điên cuồng mua sắm. Cùng lúc ấy, phù thủy mang theo ba gã bảo vệ đến trung tâm thương mại. Hắn nhận ra nam chính là hoàng tử chuyển kiếp liền mang theo mấy gã bảo vệ truy sát anh. Trong cơn nguy hiểm, nữ chính lái xe cắt đến giải vây cho nam chính. Nhưng hai người chưa kịp làm ăn gì thì phù thủy đã xuất hiện. Hắn ta lấy dây chuyền từ chỗ Black và đeo lên cổ nữ chính. Còn nam chính bị cảnh sát bắt giữ vì ăn trộm bảo vật quốc gia. Hôm sau, phù thủy và nữ chính lên khinh khí cầu, chuẩn bị cao chạy xa bay. Không ngờ, nam chính đột nhiên xuất hiện. Hóa ra tối qua, Black đã hóa trang thành sĩ quan cứu nam chính ra khỏi tù. Sau đó, Black dùng bình xịt cay hạ gục mấy gã bảo vệ. Còn nam chính nhảy lên khinh khí cầu quyết đầu với lão phù thủy già. Nhân lúc hai người đang giằng co kịch liệt, nữ chính liền đeo dây chuyền lên cổ phù thủy, biến hắn ta thành người gỗ và ném từ trên không xuống, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Thê thảm hơn là đúng lúc xe quét đường đi qua, dọn dẹp phù thủy không còn một hạt bụi. Cuối cùng, nam chính và nữ chính sống hạnh phúc bên nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ phim tiếp theo.